Kể từ thất bại 1-2 trước Ả Rập Xê Út ở lượt trận đầu tiên vòng bảng tại vòng chung kết World Cup 2022, Argentina đã trải qua 13 trận liên tiếp bất bại, 8 trận gần nhất trước cuộc đọ sức với Uruguay, hàng thủ của Argentina hoạt động hiệu quả đến mức không để lọt lưới một bàn nào. Chính sự hiệu quả ấy đã giúp Argentina đoạt chức vô địch World Cup 2022 và dẫn đầu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ sau 4 lượt trận với thành tích toàn thắng. Mặc dù vậy, Uruguay cho thấy họ là đối thủ không hề dễ chơi. Ở lượt trận trước, Uruguay đã đánh bại Brazil 2-0 và họ rất tự tin vào khả năng tạo bất ngờ khi chạm trán Argentina. Có lợi thế sân nhà, Argentina cũng tung ra đội hình mạnh nhất với cái tên nổi bật là siêu sao Leo Messi, bên cạnh đó là các vệ tinh chất lượng như Alvarez, Gonzalez, Fernandez. Bên phía Uruguay, Nunes đá tiền đạo cắm, còn lão tướng Luis Suarez ngồi dự bị. Trong hiệp 1, Argentina chiếm thế chủ động khi kiểm soát bóng nhiều hơn. Uruguay tập trung phòng ngự và không ngần ngại đá rắn khi cần thiết. Cách chơi áp sát mà đội trưởng Valverde cùng các cầu thủ Uruguay tạo ra đã khiến Argentina gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của đối phương. Messi thử vận may với những cú sút xa hoặc đá phạt nhưng không thể tạo ra đột biến. Phút thứ 41, Uruguay bất ngờ có bàn mở tỷ số. Matip Vina có pha kiến tạo để Ronaldo Araujo bình tĩnh dứt điểm đánh bại thủ môn Martinez giúp đội khách vượt lên dẫn trước. Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi Argentina đẩy cao đội hình để tấn công, còn Uruguay tập trung tối đa cho việc phòng ngự. Messi tiếp tục bị phong tỏa chặt chẽ và vẫn phải tìm kiếm cơ hội từ những tình huống cố định nhưng không thành công. Tấn công trong bế tắc, Argentina không thể tìm được bàn gỡ mà còn phải nhận đòn hồi mã thương. Vào phút thứ 87, từ tình huống để mất bóng của Messi, đội tuyển Uruguay tổ chức phản công nhanh và Nunes đã thể hiện khả năng bứt tốc thần sầu trước khi tung ra pha dứt điểm gọn gàng để nhân đôi cách biệt. Những phút ít ỏi còn lại của trận đấu là không đủ để Argentina đảo ngược tình thế. Thất bại chung cuộc 0-2, Argentina vẫn dẫn đầu sau 5 lượt trận với 12 điểm, nhưng họ chỉ còn hơn đội nhì bảng chính là Uruguay 2 điểm.